Sau thời gian theo dõi, khoảng 9 giờ ngày 17 tháng 4, Công an thành phố Đông Hà đã triệt phá thành công tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại địa chỉ số 30 đường Thái Phiên, khu phố 3, phường 1, thành phố Đông Hà, do bà Nguyễn Thị Nga, trú tại khu phố 3, phường 1, thành phố Đông Hà làm chủ. Vào thời điểm trên, khi các con bạc đang sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Nga, lực lượng công an thành phố Đông Hà đã bất ngờ tiến hành kiểm tra. Tại hiện trường, lực lượng công an đã phát hiện và bắt quả tang 45 người đang đứng xem và chơi đá gà bằng hình thức cá cược với nhau bằng tiền mặt, cùng với tang vật gồm 13 con gà đá, 103 triệu đồng tiền mặt, 20 xe máy và 1 xe ô tô. Được biết, đây là một sới gà hoạt động có quy mô lớn, thu hút các đối tượng cá cược từ các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế tham gia, làm mất an ninh trật tự, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Hiện nay, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.